trầm của người đẹp Hàn Quốc. Nữ thần trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc Kim Hyura gặp sự cố trong lúc thi đấu tại Olympic Pyeongchang 2018. Vụ này khiến cô muốn giải nghệ nhưng trở lại mạnh mẽ sau đó. Tại kỳ Olympic mùa đông 2018 trên sân nhà, Kim Hyura và Alexander Gamelin đại diện cho Hàn Quốc tham dự môn trượt băng nghệ thuật sau khi giành vé tại vòng loại cuối cùng diễn ra vào tháng 9 năm 2017. Hyura và Gamelin bắt đầu tập luyện cùng nhau từ năm 2015 và gặt hái nhiều thành công. Ảnh Getty Images. Ở bài biểu diễn đầu tiên, Hyura gặp sự cố về trang phục khi đang thi đấu. Người đẹp sinh năm 1995 dùng lực quá mạnh khi thực hiện động tác gập người, khiến cúc áo phía sau lưng bị vung ra. Dù vậy, Hyura không hề tỏ ra tâm lý khi xoay sở rất nhanh. Ảnh Getty Images. Đồng đội Gamelin cùng Hyura thay đổi động tác khi ôm sát, thực hiện nhiều cú xoay người, che đi phần lưng hở của nữ vận động viên. Anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả sau khi có màn ứng biến nhanh nhạy. Ảnh Getty Images. Sau khi kết thúc bài thi, Hyura mới rơi lệ vì có chút tiếc nuối cho màn trình diễn. Dù vậy, đôi vận động viên xếp hạng 16, thành tích cao nhất mà các cặp Hàn Quốc đạt được ở đấu trường Thế vận hội. Ảnh Getty Images. Khi bước sang bài thi tự do, Hyura và Gamelin gây chú ý với trang phục truyền thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, đôi vận động viên thi đấu không quá tốt khi xếp hạng 19 và đứng vị trí 18 chung cuộc sau hai bài thi. Ảnh Chosun. Sau Thế vận hội, Hyura và Gamelin mâu thuẫn lợi ích khi quyên góp tiền từ thiện. Theo do ngang Ubo, hai người xảy ra nhiều xích mích trong quá trình tập luyện và kết thúc hợp tác vào tháng 7 năm 2018. Gamelin còn đâm đơn kiện tới Liên đoàn trượt băng quốc tế ISU nhưng bị bác bỏ. Hyura chán nản và quyết định tạm dừng sự nghiệp. Cô sang Mỹ để thư giãn cùng gia đình. Ảnh NV. Trở lại các giải đấu quốc nội sau 1 năm 10 tháng, Hyura chia sẻ, sau Thế vận hội, tôi cố gắng từ bỏ trượt băng nghệ thuật. Đã lâu rồi tôi không thi đấu. Tôi rất vui khi trở lại một lần nữa. Ảnh M.